chạy đi à, của cây AKM huyền thoại. I got supplies. Con đàn xanh đấy không? Kalat đi cô. Ok. Con boss ở đây là phải không nhỉ? Nhìn thoáng thoáng có phải không nhỉ? Đâu rồi? À đúng rồi. Nè. Đẩy luôn. Yếu một thằng, nóc một thằng. Đẩy luôn. Mẹ đang đi trúng lợn nên dễ bị nó phản đam lắm đấy này. Nóc 3 còn thằng dưới. Tao đang yếu máu lắm nha. Nó lại đen rồi này. Điều. Còn hai thằng ở dưới hầm nữa này. Một team dưới hầm luôn. Chạy lên ngay. Mẹ hãy đéo có tí đạn xanh nào. Ngay hai kia có mồm này. Có đây có con nước nào xin tí nữa. Ai bắn thả đam chết nào luôn. Bạn cái đéo gì mày đứng ở đấy mày bắn chết. Tao chết. Mày bắn thế thì đứng đi nhìn cái xe người ta chạy lên ngay. Mẹ đứng đấy bắn thằng này tao không có biết đạn xanh không. Bắn cho nó yếu hả? Nó ra hợp bên kia đằng sau bắn đấy. Người ta bắn, người ta thấy xe thế phát người ta phải chạy đi ngay. Đứng đây mà bắn nó. Tao bắn một đứa tôn phát tao phải chạy vào ngay. Cái đấy là cái mẹ mình, cái cách, cái kiểu mình bắt buộc phải chơi thế. Đúng nổ. Nhìn thấy pin rồi, mày còn 5% pin à. Bây giờ đâm dưới nhà không được mà đâm bọn lại cũng được. Yeah. Chơi mẹ luôn đi mày. Đâm lên mà. Sang trái hết. Watch out. Một trái một phải mình nghe có hai tiếng chân thôi mà. Lốc nhau dụ cái gì? Bên phải được quá đây, à toàn đây. Đứng ở đây thế. Sợ bên, sợ dưới nhà còn. Dưới nhà chắc chắn là còn rồi vì nó có xe mà. Lên, đẩy luôn. Chạy trên này nó có gì lấp vào gốc cây. Boss bắn nóc một kìa. Gạt luôn, chết luôn mà. Chết rồi, còn hai ở dưới. Mặt ra rồi. Còn nữa, gạt, còn nữa đấy. Đừng có chạy theo tôi, kê đi. Còn nhá. Từ gọi chạy đi. Còn không, còn tiếng chân không? Không nghe tiếng chân. Nó nằm đâu rồi? Bật lốc ấy, gạt đấy. Rồi nó lại móc sang bên đồi bên kia mình, nhưng mà nó lại bắn mình. À nó ra thính. Cái xe UAZ của nó có dùng được không? Ok. Bắn nổ bà lên.
Enemies ahead. Không không không, lên xe lên xe. Lên xe lên xe tôi bình kìa. Tôi cũng thấy như vừa tới lúc thì cũng thấy. Còn có 4 đấy không? Lấy được xe quá chưa? Hỏng 1 phần 3 rồi. Thôi đi 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 xe mình. Đây là chỗ cái chỗ tôi chấm người có kìa. Ôi mình đang ở giữa bo. Mình có lên trên trên kia không? Trời hết sợ đeo mình nhanh như trời. Đây chỗ này con bú bì vừa đâm lên cái đồi này này. Chẳng có bó nước đeo mình. Kìa. Đâm luôn, có hai thằng ở lớp 1 rồi. Nó cứu ở nhà này. Cái mẹ nó cứu xong rồi. Marked a location. Lấy đi kia cho. Nằm khỏi đây nữa nhá. No. Đây ai hết. Nó chạy lên kia rồi. Mất lắm khỏi lên của mình. Sao sao có người. Còn đá lúc kia. No. Kia còn đá tôi lấy xe qua đây. Đâm vào trên trước này. Kéo được không? Vòng này chúng cũng vậy. Kìa nó chạy. Nó chạy. Đằng sau này chỉ có một thằng thôi, không sợ. Để cái xe đẹp là được. Toàn kê thằng đằng sau đi, để tôi mới bót kê trên cho. Toàn kê sau đi. Tao đó còn đá đấy. Còn đá này đúng không? Enemies ahead. Đúng. Okay. Kê chặt vào. Thật nó mở phải mở trái. Ba viên đầu cũng chết. Bảo cứ vào vật. Tóc. Bót kê trên đi. Marked a location. Để trái ok. Sợ có bọn nào nó sang phải ấy chứ. Kìa trái rồi kìa. Mẹ mày đứng đây quá thằng. Một cứu kia nha. Tôi sợ lên đây có thằng nó bên phải rồi ấy. Chạy ra cái thính này xong nó mót mình. Đâu. Thằng đâu ấy. Đâu lên mình à. Lìa này ok lên xe này. Lên xe Toàn. Thank you.
chết rồi. Xe rồi kìa. Ừ. Chết luôn à? Một thằng ở trên kia đồi mình kìa. Toán. Ông cứ đứng chống rồi ông bắn rồi thì đéo là ông biết chưa? Mình bắn mình đã nhìn thấy thế đó, mình chưa kịp binh mình đang định binh. Mày à, táp đầu thế. Nó mất bò rồi. Để lốc đó, xin lốc đưa vào bó này. Mẹ, tôi đã bị lốc rồi đâu, mình còn quan cố lốc phát phải ngừng bắn ngay, lốc hai phát nó đâm xuống, bây giờ một mình boss này xử lý kiểu gì? À, thế là vẫn còn hai à? Vãi cứt, mình chỉ cứ tưởng là xong rồi. Đâu bọn này đâu à? Thằng bắn trường lốc chết rồi. Thế còn một thằng rồi à? Thế thôi, đi thôi. Mark the location. Còn thằng ở xe nổ kia. Đúng rồi, xe nổ hai thằng mà. Biết rồi, biết rồi. Ai chả biết ở đây còn ta bắn chết một thằng thì chẳng còn hai thằng. À còn một thằng. Đã, nó bỏ vào bom. Nhảy đi, nhảy đi, qua đây lên xe đi, cãi đó. Bỏ đi đâu, cứ lập đi, bỏ đi đâu. Bỏ đâu được. Được. Một cái tử.